Mà sao nghe cái giọng trong đó chất chứa nỗi buồn vậy anh Thành? Nói gì đâu mà buồn. Lên đèo sương mù đường dốc quanh co chạy cẩn thận các bạn ơi. Ông này không có giống như mọi bộ á. Sáng giờ còn mệt á. Cái giọng này chắc chứa bao nhiêu nỗi oan ức hay sao nè. Giờ này cao lắm anh ba. Tao cậu ơi, tao chuộc tội với mày rồi nha, tao mua 2,3 kg thịt heo cho mày luôn á. Cua gắt nha, cua gắt nha. Lọt rảnh, lọt rảnh. Rộng à. Canh giữa luôn à. Luôn đó. Ổ gà bự nha. Em tính canh cánh giữa em chạy luôn Hạnh, mà lên ổ gà Hạnh lỗ voi thôi, không dám ôm em phải thắng là. Ồ, mà dưới sâu dưới rừng mù không nè. Tí nữa là tôi cũng hôn đít anh rồi. Tí hôn đít anh nhưng mà nó có cảnh báo ngoài nhà má, nó thắng lại luôn không? Bằng cách xa mà, hay bằng cách xa mà. Hú dồi, hú dồi, hú dồi. Anh Bùi nãy mà nó có báo cảnh báo ngoài chồng anh Bùi đi. Bắn nó lớn bắn mà nó lớn riết rồi đụng cho anh luôn chứ đâu phải là vừa xuống dốc mà vừa chớn qua cho tải đó. Ồ, nhìn xuống dưới rồi anh ta. Mình ở dưới mình chạy lên á. À nhưng mà nó có cái màn hình đờ vàng vàng không? Không có. Mình đá. Đi đường này thì không có đi qua Yên Minh các bạn, không có qua thị trấn Yên Minh, không có qua cái rừng thông. Mình đi đường dưới thì sẽ đi qua cái rừng thông Yên Minh. Còn cái đèo này thì đá không. Đèo này là đèo mới, đi gần hơn 20 cây số các bạn. Phượt xuống, phượt xuống. Ồ, con đi xe đẹp. Ổ voi, ổ voi. Honda xuống, Honda xuống. Vượt luôn. Ừ. Chống có Honda đang xuống nha. Anh Lâm thấy gì chưa? Thấy gì? Mày. Rồi qua, qua Honda chống dài. Qua Honda chống dài 500m. Ồ, mày mù không à anh ba ơi. Có tải đang đậu nha, ve cái đít ra nha. Sao hư ta? Tải hư đang đậu. Ngay góc cua gắt có tải đang đậu nha, tải hư đang đậu. Cua trống giật lên luôn. Tự cô lên tới khoảng 300m đường trống nha. 400m đường trống nha, cô lên 400m đường trống nha. 600m đường trống nha, từ cô lên 600m đường trống nha. Đường đèo mới này mới làm. Từ cô lên 800m đường trống nha quý vị. Ổ gà không. 800m đường trống từ cua lên. Sương mù, sương mù. Từ cua lên 1 cây số đường trống luôn. 1 cây số đường trống nha, từ cua lên nha. Từ cua hơn 1 cây số đường trống. Tranh thủ vượt ok ơi, xin qua được qua ok ơi.
qua đã rồi. Rồi vậy chạy đi. Đường sương mù và đặt chạy cẩn thận, không có ta ly nha. Đường trống dài, trống dài. Chứ chạy cẩn thận được rồi, xe bít 30 chỗ xuống nha. Chạy lắng xuống luôn, của du lịch. Du lịch sau lưng xe 29 chỗ. Gì ơi, đường không có thấy người ta luôn mà toàn là sương mù. Hết sương mù. Ngay khúc hết sương mù đường quanh co hơi trống. Honda đang đổ xuống. Đây là đèo mới lên Đồng Văn nha các bạn, không qua Yên Minh. Con đèo mới này là không qua. Không vô nha Bogey, cẩn thận. Không có qua rừng thông Yên Minh. Cua trống, cua trống. Công chúa, công chúa. Rồi chứ. Đây gần lên đỉnh rồi các bạn ơi. Công chúa, công chúa, nhưng mà chưa thấy xe. Hai xe Honda đang đổ xuống ngay cua nha anh Thạnh ơi. Chóng anh Thạnh ơi. Chống anh Thạnh ơi, chống, dậm luôn. Cùng nghe lùng bùng lỗ tai. Yên Minh 13 cây. Chống người ơi, chống người ơi. Phận huyện Yên Minh các bạn ơi. Xuống mù đi mà đường ta lại chạy cẩn thận không kia. Xuống mù về đất luôn. Thì buổi sáng là 8 giờ 40 phút các bạn. Đang đổ đèo Yên Minh. Đèo mới. Con đèo này không có đi qua rừng thông Yên Minh nha các bạn. Bây giờ đang cách Yên Minh sương mù về đặt chạy cẩn thận. 10 cây số nữa là thị trấn Yên Minh. Ông Đa đang lên nha. Cung đèo này mới làm các bạn thấy hai bên hông là đá còn mới tinh luôn. Mặt đá nó còn rất là mới. Ngày nãy mình đi lộn được hả? Nãy đi lộn. Không, cái con đường hồi nãy là nó cua cùng chó. Nó cũng lên Yên Minh á, nhưng mà đường khó đi. Hai cô luôn anh Thạnh ơi, hai cô giỏi liên tục. Cô giỏi tiếp tục. Không phải, hơi lơ lơ. Đổ đèo, đang đổ đèo các bạn ơi. Số 2 ok ơi, đổ đèo số 2 thôi. Đồ đeo giữ khoảng cách nha. Ok, chạy số là bao đâm luôn.
Ông Đa đang lên nha quý vị. Đúng ra con đèo này đẹp lắm nhưng mà do cái sương mù đó là mình bây giờ không thấy cái gì hết. Chứ này nhìn xuống một cái thung đèo lũng. Đèo này còn đẹp hơn đèo rồi không ơi. Cái thung lũng là rất là sâu. Nhìn bao la luôn á. Cái đó đường nó quanh co hơn. Trơn trượt. Đất đỏ nha, cẩn thận nha. Cù vỏ. Ông Đa đang lên. Ông Đa đang lên. Đường hố voi hơi nhiều, cẩn thận. Bảy chỗ đang lên, không đa nữa. Thằng đó chạy ẩu á. Bốn chỗ đang lên. Xuống là hết à. Đường này đi gầm thấp là hơi bị chua đó. Sương mù dày đặc, sương mù dày đặc. Khoảng tầm nhìn 20 mét thôi, không có được nhiều nha. Giữ khoảng cách an toàn. Tầm nhìn chỉ có 20 đến 30 mét thôi. Bác đâu anh bác? Quá là sương mù. Hồi xưa em đi đèo Hải Vân em thấy lần đầu tiên sương mù trên đèo em thấy khoái à. Giờ cái này dữ hơn. Đèo Cánh Lê á, con sương mù đó. Cánh Lê là từ Nha Trang ra Đà Lạt. Ngày bữa em đi ô tô em cắm đầu cho đó. Đó là cũng sạt lở dữ lắm nha. Lê đầu giữa ngay đỉnh đèo sương mù bao la, chỗ chạm dừng chân á, đó là cao 1500 mét. Đèo Âu Quy Hồ là 1820 mấy mét. Đèo bao nhiêu? Đèo này không biết, đèo này mới. Sương mù dày đặc. Quay phim đường này hay mà. Đổ đèo. Cẩn thận, cẩn thận, cua cù chỏ. Cù chỏ không cho ly. Ông Đa đang lên nha, ngay lên ngay cua nha. Nhiều tộc ly. Chung ở đây chắc cũng quen ha. Xuống mà nó sống nổi, nó ngợp á.
bên tay phải. Quét cái chào. Mua cùi chỏ nha, cùi chỏ có hấu gà. Có hấu gà, cùi chỏ có hấu gà nha. Xe đang lên ngay cùi chỏ. 16 chỗ đang lên nha, ngay cùi chỏ luôn nha. Ngay cùi chỏ luôn nha. Có hấu gà luôn nha. Ủa, có gà sâu á. Nó thâm đan, bãi thâm đan nội sắc luôn. Cái khe suối, khe nước. Honda đang lên nha, chạy tốc độ cũng tương đối cao. Mấy người đi bộ bên tay lề phải, 4 người tổng cộng. Honda đang lên nha. Xe tải đậu bên lề. Nó đậu giữa đường luôn với lề gì mà lề. Mẹ nó chạy đâu kỳ cục. Đường của ông nội đó. Đậu nó coi điện thoại. Chín km nữa nãy chạy có 3 cây à. Trời ơi, đường này mà chạy cái đó là mừng lắm. Bò không? Để em chạy được. Không ra đậu bên lề trái nha. Cua cùi chỏ luôn. Ổ gà hơi nhiều. Xe đậu bên lề trái lề phải luôn. Ổ gà liên tục. Hai cô bé đang đi học hay gì đâu bây giờ nè. Tốt luôn cộng ơi. Ôm con gà, ôm con chó. Thấy con gà chứ. Không, mày hai bà chứ hai cô bé gì. Qua hai cô bé là đường tôi đối trống nha. Qua hai cô bé là đường tôi nói trống nha. Tới ngã ba quẹo phải. Tới ngã ba đi hướng về Yên Minh 59 km. Nè cái đường này đi đường dưới nè. Đi thẳng đường dưới qua gần thông. Đèo này mới. Ngã ba này là quẹo phải là về Yên Minh các bạn. Về Yên Minh nha. Quẹo trái là quay về Quảng Bạ. Xong rồi. 30 chỗ lên nha. Mà mình đi cái đường tắt là mình đi qua là gần hơn được 20 cây số các bạn. Đèo dốc quanh co. Sương mù gì đặc. Không đa màu xanh lên nha, qua cua có ông cắt cỏ nha. Ồ, nhìn bậc thang rồi anh ba. Không? Có không? Xe tải màu trắng lên. Gì? Có ruộng không? Có. Qua tải luôn, qua tải. Đường trống qua tải luôn anh Thạnh ơi. Ở dừng cái xe lên, cái xe lên. Xe du lịch 7 chỗ lên, 2 chiếc luôn, một chiếc màu đen đi sau cùng. Vừa dứt cái trống là 2 xe người trên này anh chú Nam. Nó tại vì nó qua cái cua đâu có thấy đâu, thấy là báo liền chứ. Từ từ báo rồi nó chết á. Sợ rồi, sợ rồi. Bây giờ mình thấy trống mình báo trống, mà vừa qua cái cua là nó lên liền, phải báo trở lại liền, mình phải xử lý liền. Nằm dưới xe tải sao xử lý chú Nam. Chết rồi. Được hết á, có gì đâu không được. Thẳng mấy em. Khó rồi đứng lại. Đó là thắng đứng yên tại chỗ thôi, có gì đâu. Cái này.
qua hai cái là hồi nãy là trống dài nha, ngay cái dòng cua hình tròn luôn nè là trống dài. Chỉ có xe Honda lên một chiếc thôi. Tại vì mình đều dốc liên tục mà nó ngắn, cái cua nó ngắn. Mình vừa dứt cua này trống rồi tới cua kia nó lên. Có lên. Xe tải đang lên nha, xe tải nặng nha. Hai ông ta lên.